Chính vì thể hiện bệnh nhân bị chật khớp vai và dạn đầu trên xương cánh tay, gây dạn đầu trên xương cánh tay. Bệnh nhân đi đá bóng, giao lưu của hai thôn chào đón xuân mới, thì bệnh nhân trong quá trình va chạm không may bị ngã tì vai xuống và bị chật khớp vai và gãy đầu trên xương vai. Nhà thuốc dùng pháp nắn và bó thuốc. Anh đi đâu mà bị này? Anh nhân ra ngoài. Nào, chưa chân được. Chỉnh khoe không kia? Chưa vào hết rồi. Chưa vào hết. Anh ấy nè. Ơi giời bố ơi. Đi cái gì cho anh đi. Đó, vào rồi đấy. Vào rồi đấy. Nhân tay đi. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Nhân tay. Chật. Chật mà đi. Thật chưa? Thoải mái hơn chưa? Thoải mái hơn rồi. Em thấy nó vào quá, nó khập quá vào. Yeah. Em thay quần áo ra. Chật khớp vai này phải nắm nhẹ, nửa miếng. Bỏ một miếng ra khỏi. Nào, bác ơi, nhân tay cho con. Đó. Đây, môi, vai bó cơ, hệ thần kinh, nhân cơ rất nhiều. Nên phải làm nhẹ nhẹ, mới vào được hết rồi. Em sợ chưa vào hết. Vào rồi đấy. Nhưng mà anh phải kiêng. Vâng. Anh phải tin cho em một tuần đấy nhé. Ừ. Là bóng không? Vâng, không được cử động của anh. Cử động được nhưng mà không được bình thường, không làm mạnh. Đi đây, anh chỉ đây, kia đây. Không bóng bánh thì không làm gì nữa. Là bóng giao lưu xuân à? Ui, cái chuyện là bóng chật cái vai rồi. Ở núi dưới một tí. Anh yên tâm đi. Nghe tí em có chỉnh nào. Ổ vai là chật là do bị rắn mình va đập thân thế. Bó dịch đây phòng còn ná tí còn chạy xuống là vừa. Ông anh bao tuổi rồi? 23 thì kém mình chục tuổi. Nên ra dặn nhé. À, Duy đứng ở đâu? Ừ, thôn Nam Điền. À, thế biết đại trong trường các bạn gì này? À, anh em. Con nhà bà chị. Thế vừa đại vào đây chúc Tết mà. À đây à, vừa vào đây chúc Tết này. Vâng. Ông thầy giáo ông Thư, hai vợ chồng Thư. Ông Thư là con rể. Vâng. Thư là con rể. À, gần đây này. Ừ. Nó dưới đường phố, à, dưới trường. Vâng. Nó mẹ nó là chị con bác ruột tôi mà. Vâng. Ừ. À, này nó là anh em. Làm người quen cả. Ừ. Đại vừa đây về, Tết ở nhà. Đấy, tôi ở thôn, thôn đấy, cùng thôn. Có một miếng khỏi nhưng mà hạn chế vận động mạnh nhé. Tớ ở xóm đằng này, tớ cũng đi bộ đội cùng với mấy tay ở đây. Vâng. Này mà nắm luôn thì còn đẹp mà, tối mà nắm thì đồ đau lắm. Rét mượt này. Tịt luôn là xuống đây luôn đúng không? Vâng, xuống luôn. Vâng, xong.